Có sao không, có bữa hổm Hùng Móm dắt cái đoàn đi lấy dưới núi Cô Tô lấy ván bài nè, có thằng đó bốn thằng mà đeo sợi dây đang đập ba cái ván bài xuống đó, còn có thằng một mà chốc gốc chốc dây đó vớt xuống. Gầm thì cái hang đó dễ chết lắm. Ông này thì ông nói là có 90 thước mà tôi thấy cỡ 6 7 thước đó. Nó tròn quay nó hụp như vậy đó. Bởi Này là còn cái chú ông đó là kêu cái gì cũng biết hết trơn. Ông dắt mình đi đó chứ mình không rành đó. Trên cái đường tụi con đi quay phim với chú thì con cũng rất là may mắn gặp được chú, thì chú đang làm những cái cây tìm thuốc nam để về cho bà con hả chú? Cái này mình chiếc khăn mình đi đem về cho nhà thuốc rồi người ta mấy ông thầy đó người ta biết đó, người ta coi mạch coi đồ người ta mới là cộng nhiều thứ thuốc vô. Còn mình ở ngay mình đi thì mình biết nhiều vậy chứ nó ở cái cây này giờ uống cái bệnh là gan vậy thôi, còn như là lấy ba cái đổ trọng thì uống nhất rồi vậy thôi chứ mình đâu có rành. Còn mấy ông thầy người ta rành tao biết. Cái này là cây gì thuốc gì hả chú? Cây ăn so, ăn so này có lúc người ta kiếm dữ lắm mà chứ không phải vừa, bây giờ nó bớt rồi đó. Cái này mình trị bệnh Chứ gì hả chú? bệnh gan ở cái thằng mà nó cái ông mà đi với tôi đó, ông đó đó mặt thuốc rành dữ lắm. Tôi đi ngoài Định Quán Đồng Nai ở núi Tà Lơn rồi tôi đi luôn qua Phú Quốc, đi luôn lên lên Cỏ Công giáp với Thái, thầy ơi đi thôi quá đi, nhờ mình đi vậy mình biết được nhiều chỗ chứ ở không có đi theo bà đi cứu trợ ở Bạc Liêu Cà Mau nữa, vài bữa nè tính vài bữa đi ở dưới cái làng mù à, làng mù nữa dưới rồi ngay đi mình làm ra tiền cho mình đi hoài không có tiền đi như đi cái quê Việt Nam này nè không tiền là đi không được đó. Chứ không phải nói chuyện chơi thôi. Nó thí dụ như nó vợ ngoại nó hai anh em tôi vô đây nè, xăng xe ổng đổ xăng, xe tôi đổ xăng. Nó thì ăn thì khi tôi trả thì ổng trả. Nó ngay đi hai người đi về có chừng 200 ngàn à. Nó có 200 ngàn hai người. Đó. Mà không mang ra tiền đi hoài tiền tôi đi. À, tiền tôi đi. Còn nhiều thằng nó xuống đó. Mình chở nó đi. Đi qua Phú Quốc đi nào tin nào xe mình chăng mình đổ rồi hư bỏng gì mình không à, anh đi theo nó có gian không có tốn tiền, không có tốn tiền. Rồi sau này thấy nó khổ vậy sau này nó có chiếc xe, anh đi xe không lẽ mình đi đi mình phải chở ngự chở đơn lần vài ba lần giờ tháng nó không tìm xăng nữa đổ đi thì đi mình nằm xuống tháng là chở hoài không sao, giờ mà đi mình chở có vài bữa cái mà than thôi. Kỳ tôi đi Vĩnh Long rồi có thằng đó kìa. Tôi nói chuyện, tôi hỏi nó đàng hoàng mà nó trả lời tôi một câu cái thiệt tình. Đứt ruột cho bây giờ. Đường mình không biết đường, nó ngồi trên xe nó, chú. Cái đường nào về xe đép chú? Không biết. Nó không biết một cái là mình biết là rất rất rối là mình hủ xe nó mình chạy đó. Mình còn dối thêm một câu nữa. Không biết. Thôi, chạy không kịp này nè, chạy không kịp. Chạy không kịp này. Như đi cắt nhà tình nghĩa rồi cho mấy ổng nè. Trời ơi, nó nói nhiều câu nói ông chẹo căng ổng chứ không phải vừa. Tôi với ông kia đi xuống đò, trả tiền đò rồi trơn rồi, đi xuống đò. Chủ đò hỏi hai ông đi đâu đây hả? Tôi nói qua bên Tân Huề nè, cưa mấy còng gì cắt nhà từ thiện. Hai vợ chồng già đầu bạc đứng sau lưng tôi á. Biết ông nói vậy? Mấy bay từ thiện không? Tôi với ông kia làm tình không trả lời, đi trả lời là đi nước ngọt. Trả lời đi chứ là lợi gì đó. Bạn của chú lại gặp phải không chú? Đó, ông này là kể như là đi khắp xứ đó, hay là đi khắp xứ đó. Dạ con chào chú. Dạ. Vậy cũng biết hết trơn. Ôi vậy là hai chú đi lấy những cái cây ăn so về làm thuốc đó hả chú? Dạ. Mấy cái cây nãy giờ mấy chú làm này ha. Đi vô rừng rồi nói bây giờ đi ra đó bước vô đó gặp cái cây gì lạ hỏi ổng không biết liền, hỏi ổng không biết liền nội trong rừng này nó ổng cây nào ổng không biết, tôi không có rành nói tên rồi ngồi tôi quên rồi. 40 năm trong nhà rồi mà
Ông đi hồi cấp mà không có ông ta đi xe đạp. Từ giờ già mình đi xe đạp vô tới trong này đó. Đi xe đạp không? Già hết rồi, không có đi leo nổi với tụi nó. Bữa đó đi núi Cô Tô nửa đường xỉu hình cái. Trời ơi. Khỏi đâu lụm rồi. Thì đâu lụm rồi. Quá mệt rồi. Hai năm chú năm nay bao nhiêu tuổi vậy hai chú? Không có thì ông cứng. Hôm nay hả, mới 72 à, vài tháng nữa mới 73. Nè, bé nè. Ôi ôi. Đi té bể đồ gấu giờ hết đi được rồi đó. Làm xã hội không sao, giờ cũng vẫn leo núi được chứ thường mình dám nhảy loạn. Chú thứ mấy cho con được biết coi vậy chú? Thứ hai. Hai hả, rồi bên đây là chú chú mấy? Tụi thứ ba. À, ôi chú hai chú ba hả? Tại vì tụi con đi ngang đây thấy chú đang làm cái việc... để hỏi thăm á, coi cây thuốc nam gì á để mình có giới thiệu để bà con á chú. Cái này nó làm về hệ gan. Gan ha. Chắc chú rành về thuốc lắm ha chú. Ở đây thì tôi rành lắm, cây thuốc nào cũng biết hết. Hỏi ông rành con, tôi không rành luôn. Gặp cái cây đó biết cây thuốc là không biết tên. Còn ông rành lắm, cây gì ông cũng biết hết trơn á. Đi quá cứ đi. Cái này là mình làm với công tác thiện nguyện ha chú. Tự nguyện không ạ? Tự mình tạo phước ha chú. Giờ mình già rồi, làm nhiều nên nhiều đi. Một lần thì thường thường là đi thì cũng đông lắm. Mà thấy đi đông rồi có dẹp thôi, hai người ở không đi. Ở không làm xã hội mà cũng như mà ai ăn cơm nấy no vậy mà. Phước nhiều tiếng cảnh lên dài mà tội nhiều sao đỏ như ngày thấm thế. Ở Phú Tân, ở thị trấn Chợ Giàm. Làm ngay hồi cấp... Ở trường là ngay số 4 là nói tới Hai Cao là biết rồi. Tới Hai Cao ai cũng biết đó. Đi kiếm quá sáu mà. Hổng tôi có dặn Hai Cao này với mấy anh em kia rồi. Bởi tôi không sợ. Biết dặn sao không? Nè tôi đi núi, đi đồ, đi Phú Quốc rồi đi kiếm thuốc nam với mấy ông. Mấy ông nhớ nghe. Nhớ mấy ông là chừng nào mà mấy ông có lên trển á. Mà mấy ông có dắn tôi đó. Thì mấy ông nhớ nhắc lâu tôi theo. Đó, chứ mấy ông đừng lên cảnh mình mấy ông. Đúng, vậy hả? Ta còn có giò dữ à, lâu cho ông hỏi. Thì mấy ông tới nào mấy ông thành hết mấy ông lên trời rồi. Mình kêu mấy ông lâu mình theo dưới. Nào cũng cười hết chứ. Nếu mà tính ra chắc chú hai đi cái vùng Thác Sơn này mình đi nhiều hết trơn những con núi đây hả chú? À, không có còn cái núi nào chứ. Vậy là chú hai có biết được tổng cộng là bao nhiêu cái ngọn núi ở An Giang mình không chú? An Giang mình nè, con nghe nói là 32 cái ngọn đồi hay là núi gì đó hả chú hai? Tôi biết là như là Thiên Cấm Sơn nè, Anh Vũ Sơn nè, Hỏa Long Sơn nè, Hỏa Long Sơn đây nè. Rồi núi Tượng, núi Nước vô Bố Xua, chỗ nào cũng có hết trơn á, đặt chân tới hết trơn. Đi hồi thời trẻ. Hai mươi mấy tuổi tới giờ. Tính ra là chú đi làm công việc thiện nguyện này được bao nhiêu năm rồi chú hai? Vẫn làm à. Vẫn làm đi hoài vậy. Chắc con nghĩ chú cũng đi ít nhất cũng vài chục năm hả chú? Đi hồi trai mà giờ xong vậy. Để đi hồi đời xe đạp mà. Chứ đâu có ông ta đâu đi. Mới nãy con có nghe chú ba kể thì ngày xưa chú đi lấy thuốc là chú phải chạy xe đạp từ... ở bên quê của chú là ở Chợ Giàm á, Phú Tân đó. Phú Tân mà chú đạp xe đạp tới bên cái giờ tới đây nè. Lên đây để kiếm đây. Rồi có đi vô Ba Chúc. Ba Chúc với đồ nữa, dài. Sao mà cái thời sau cái mặn ăn như ở nhà có làm ruộng rồi đó, cái khá cái mua Honda. Bắt đầu tới Honda thì ngay tôi hồi đó tôi quải à. Tôi chạy xe ôm, tôi đâu biết cái vụ đi kiếm thuốc này. Ông kia ông chạy xe ôm mình mà ông đâu mất tiêu, không có nhà. Tôi nói sao không ở nhà mà chạy xe mà đi đâu mất tiêu vậy? Nó nói đi kiếm thuốc nam. Tôi hỏi đi kiếm thuốc nam sao, nói nghe coi. Nó đi kiếm đem về cho mấy ông thầy thuốc mà ông hốt làm phước mấy người nghèo vậy mà. Nói, ừ mơ mốt đi quèo tôi nha. Tôi đi lần đầu tiên đi với ông này nè, chứ ông kia lần đầu tiên mà tôi bị cái tôi nói rồi chắc nghỉ đi rồi. Ông này chơi cái nghỉ đi rồi. Đi qua kỳ mình đầu tiên mình đi qua bển kiếm thuốc vườn đó. Cái nhà của ông kia thì nhà sàn ổng đứng ở trên á. Vô chứ sàn ổng con cây thuốc à. Nó mọc con cây à, cái lợi bức. Mà nói, ê, đâu mà đi kiếm thuốc người ta trồng mà lại đây mà kiếm gì? Nó biểu coi. Mà cây thuốc mọc con cây hai à.
Cha, sao mới đầu mà gặp cái cảnh này ngạc rồi, ngay đầu tiên á. Lên ngồi hỏi thăm rồi ở đâu đồ này nọ, nói cho đã một hồi cái ông cho tôi Hùng vô 100 ngàn chứ nghe. Trời ơi, sao nãy ông Hùng trốn lần đầu tiên rồi ông Hùng tôi rồi tôi quản rồi. Làm căng quá ha chú ơi, chú à. Căng thiệt căng, là tính chuyến đó mà hả thiệt rồi cái chứng viên không muốn đi nữa đó. Tôi nói ngồi quả cho người hành đạo mà lúc tôi nói mà cái vụ mà cái ông kia lòng thì dĩ quả cái ông kia ông nói mà mấy thằng bay từ thiện là về tôi cũng hỏi chung anh em cái ông mà nóng á, ông nói trời ơi gặp tao hỏi ông thử coi ông nói chuyện gì nghe được không. Giờ tôi hỏi là cái người nguội trời ta thử mình coi có mình nóng không nhiều à. Đó cái ông nguội nó khác mà ông nóng nó khác. Làm này gì đâu lấy gì đâu, đâu có lấy gì đâu, làm này đi khá là gì anh chút lên chảnh kiếm mỡ nữa đây đi, ngay lên nè đâu có kiếm gì nữa đâu, tại lâu lâu tôi sung tôi đi rồi không có kiếm gì nữa phải không. Ừ. Mấy chú thường xuyên đi tìm Phúc Nam hả chú hai? Hả? Chú hai với chú ba thường xuyên đi tìm Phúc Nam bên đây hả? Đi hoài à. Tôi khỏe đi cái giò nó là bớt lại đi rồi. Cái chân của chú mà lý do tại sao bị con thấy cái vết thương bự quá to quá chú bị hết đi bởi bên chè chạy chống mặt té đấy cái sống mặt này té bởi bên chè nó đập nữa nha hai năm mấy tại vì đi nếu mà đi núi Phú Quốc của đồ mấy thuốc mới tốt thuốc nhiều chứ phải tốt thuốc nhiều mới à thằng Bắc nó chơi nó chơi thuốc Phú Quốc thuốc muối chất lượng hơn lâu năm hơn à, cái tinh tí từ cái cây những cái trên núi thì hậu giờ trên núi nó sẽ tốt hơn hả chú? Tốt hơn đó là mấy lúc lương y nói nghe chứ mình không biết đâu mình không biết nhưng mà mấy ông lương y mấy ông nói vậy thôi. Dạ. Chứ cái cây này thường là con thấy người ta cũng xài lá nhưng mà giờ mấy chú thì không có xài tại vì là đi về rồi là phơi cái lá này nó khô nó bay tá lả hết trơn cái đội rồi bứt rứt với hai nữa tại mình đi kiếm của nhà mình đi kiếm cho người ta thì cây là nó dễ tốt hơn. Cái thân cây thì nó tốt hơn cây nó có cái muỗng nhiều à. Còn lá thì nó cũng được thôi chứ nó không có tốt bằng thân cây hay cho tốt không bằng tại vì cái này mình kiếm mình uống nó ít chứ còn nói mình nên kiếm mà đem về lại nhà thuốc hả? Nổ có lá không mà kiếm mà không nổi nữa chứ đừng nói mà thuốc. Mới đi lần đầu cỡ 23, 24 tuổi đi Hòn Sơn Giái với Kiên Giang đi ra ngoài đó. À, tôi đi học... biết nhiêu không? Đi 23 ngày mới về tới nhà. Đi xe đạp không á? Rồi cái lúc mà mình ra ngoài tìm chắc gian nan lắm hả chú? Gian nan lắm bờ. Mà cỡ một lần mới đi thì còn ăn mặn. Trước ăn tương chưa phát năm thời gian gì tôi thấy người ta không người ta cái mặn mà ta ăn tương ào ta không có sắc xanh về mình còn đập đầu mình cắt cổ thôi nghỉ luôn làm luôn ông ngoại tôi ông tu theo thầy lâu rồi đó mà ông nói làm được không tao nối gót theo thầy nhưng mà tao chưa làm chưa có trường trai được mày tao chỉ có tâm hơn thôi mà nó đẩy làm thử không ạ vỗ cái 8 tháng ăn trao với chuối không thứ cái bao chỉ sao lưu quốc đầy nhóc một bao trao á mình ở đây gì ha chứ lên miền á thì thường bất cứ trên miền trong rừng nào nó cũng thờ bà dì mau hết nếu mà tôi mà không tin đang là tôi ở trên cái núi đó tôi hết gì à. Là... tôi đi lên chở như vậy là tôi bước đi cái nó chẹo cái giò tôi bước đi tôi sụm xuống ba cái vậy tôi đi không được tôi nó chết rồi tôi nói gì làm sao mà mình đi về đây mà ông nói không mấy về lên trên đó đi chút người ta kè về bước là không được rồi kè gì nữa cái nhớ chật rồi giấy thì gì mau thì cho tôi hết cái giò lúc nào chỉ bằng bước không mà chứ không có gì đâu mình giấy bảo một hồi tôi lấy dầu tôi tha cái hết nhất đi luôn tới giờ là trên đó thờ gì mau không có một nguyên cái đất miên là thờ gì mau không tôi cũng giấy tôi không giấy rồi không biết chứ đó đi được hay không nữa. Cái bà gì mau á là cái ông kia á là ông kể lại ông dẫn mình đi rồi ông kể lại không biết đúng hay sai không biết
Ừ. Rồi ông đó mới nói gì, ông nói bà dì Mau này là công chúa của đất Hy Lạp. À. Rồi bà cũng như là bà sanh ra rồi bà cô về nó hơi xấu, rồi không ai dám mừng. Rồi bà giá tới bà qua đời. À, qua đời rồi là thôi nói là ngon hay gì thì ngon là kể. Bắt rụm hết đó. Dạ, mấy chú uống, uống nước với con nha chú. Chú uống cà phê ngon này chú. Không dám uống cái này không. Bả là cũng như bả công chúa đất Hy Lạp là cái ông dẫn mình đi đoàn đi đó, ông kể cho mình nghe đó. Mà không biết ông kể đúng hay cái sai thì mình không biết, mình kể lại thôi. Là bả cũng như sanh ra bả đen đúa với xấu vô về. Rồi không ai dám ơn bả. Rồi bả vậy đó bả qua đời. Qua đời rồi đó là có đàn ông trai rồi đi ngang một cái lụm hết. Ông đi chơi là lụm hết. Sao mới bắt đầu quản mới thờ bả. Thờ bả dữ lắm à. Là kể nguyên xứ nó miên là không có chỗ nào không thờ bả đó. Bây giờ lên núi Tà Lân không? Chạy xe lên núi Tà Lân đó. Lên trên cái đầu chảnh là nguyên một cái hình của bà dì Mau đang. Nó lớn cái dữ lắm mà chứ không phải vừa. Hình của bả lớn lắm. Mà thường thường là lên đó đó là bữa đó mình đi cũng hơi xui. Nó lên đó là chuối đó. Không có phương nào mà ăn hết nổi. Ta đem lại ta cúng á. Có khi cúng mà không ai ăn hết rồi chở xe tải đi xuống nữa đó. Còn lúc đó mình đi lên rồi, đi lên nó xuôi sao còn có mấy nãy. À, có dịp rồi mình đi đây đó cho biết người ta. Rồi mơi mốt rồi muốn đi đi cũng không được nữa. Già rồi muốn đi đi không được. Chắc con nghĩ là hai chú đi tìm thuốc nam về cái rất là gian nan, có cái lần nào mà nó nguy hiểm đến cái tính mạng của mình không chú hai? Mình đi mình dạ. Cho nó đi vô đây lấy thuốc là phải giấy à? Giấy. Giá vàng rồi là phải mới đi lấy thuốc à? Kiếm bao nhiêu người đó cho mạnh tay khỏe chân đi đi sao gì vậy yên ổn. Vậy mà này lính ơi, vậy về đâu có không có trận nào mà thất bại chứ. Vậy mà kỳ đi Phú Quốc cái thằng mương chùa nó ăn chung ngủ chung tôi mà đó về nó chết tốt luôn đó. Tại nó về nó không chịu. Tại về nó không chịu thì sao á? Bị sốt nặng mà. Nó đi chung với tôi, nó ngủ chung với tôi nè. Rồi cái nói thôi sốt quá cho tôi ở nhà một bữa. Ừ thì ở nhà ở. Người ta đi hết ở nhà ổng mình nó buồn đi. Qua bữa sau nó thôi cho tôi đi nhớ không? Ở đi đi. Đi vài bữa mà ổng đi về nó sốt không chịu chết queo. Rồi có đâu cả tuần lễ sau thằng Phong nó dẫn tôi vô núi Cô Tô nè. Vô 7 ngày ở 7 ngày trong này nè. Thằng Phong nó không có tiền, Phong chết rồi. Như vậy là nó sốt. Nó sốt rồi nó bay ra thành phố liền. Bác sĩ là nó nói là bốn ông bác sĩ. Bốn ông bác sĩ lại khám bệnh 4 ngày không ông nào biết nó là bệnh gì đó. Mà nó hên. Hên cái chưa nó cởi cái áo ra sao nó có cái dấu đây nè. Ông bác sĩ vô tới đi. Ông thấy rồi, ông thấy cái dấu đó, ông hỏi với nhà chủ có đi đâu không? Nói vô rừng không à, vô núi. Chạy ra đặng lấy mũi thuốc 12 triệu đó, chích vô đó, nó mới đứng lại liền đó. Bị con gì cắn không chú? Con ve. Yeah. Con ve rừng. Yeah, mình đi núi gì đó. Là những cái con ve nó giống như con ve kêu ở núi mình hay sao, con ve gì chứ? Okay. Chứ con gì chú hai? Con ve mà nó... phơi đồ nó hay cắn theo chặt nắp đồ nè, mỗi lần phải tôi ngủ ở đây nè, vô kiếm thuốc ở đây 9-10 ngày mới về cũng bị, mình điều nó đâu có độc mà hên xui, nó cắn đổ máu vậy thôi chứ không có gì, đốt máu mình thôi. Sao thằng nó bị lỗ tôi bị con ve nó độc quá độc, con ve nó quá độc, mà hên nhờ cái nó có tiền. Có độc thôi. Chạy mình không chích thuốc liền nữa chứ. Đi cái con phải con ve con gì ba bọn mình chứ không kìa. Ờ con ve nó nhỏ xíu bà, à. Trong núi thiếu gì con đậu. 3-4 ngày nó có phát bự. Đi cũng rất là nguy hiểm hay chú. Đi nhầm ngồi. Vì lúc mà trên chuyến đường mình đi núi mình có thường xuyên gặp những cái động vật như là con này con kia, bò sát này kia không chú hay?
có gặp như mang mỡn đồ heo rừng nó chạy tháng qua mình gặp vậy thôi, không có gì nguy hiểm vậy. Có gặp heo rừng không chung? Gặp, gặp heo mày. Con không ạ? Nó bự bự chắc ít gặp hay sao chú hai? Dễ gặp nó. Gặp nó không được dạng kiệt nó cho bây giờ. Đi mà ở chảnh nó đi lòn 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 như rừng đi tìm thuốc đó. Rồi cái dắt anh em tới bạn cho ấy đi gặp Dũng nó nằm. Dũng đục đục. Cởi nó mày mày nằm, cởi mày. Nó đâu động đẩy nữa mày. Đỡ hấp lưng nè. Nó mới gặp mang mỡn với khỉ gì ô mua làm điện photo hả? Nói thiệt. Hồi sáng cái nói bữa nay lên coi khỉ nha. Dắt lên sớm sớm lên cái ngồi đá to nó trên cây á. Cổ thụ to 70-80 cả trăm. Ồ giữ thằng nghe chứ mày. Con kỳ tôi đi cho tôi hay quên không? Không biết cái kiểu đi tà lơn gì hả, đi cái chỗ nào? Mà cái đường gì mình mà mấy biển đây rồi còn rừng cái bên đây nè. Tôi ngồi tôi uống cái chai nước ngọt. Mà cái thằng đó không biết Pháp hay Mỹ gì không biết mà nó cầm cái chai nước suối nó đi vậy nè. Nó xách đi vậy nè. Hai con khỉ nó chạy lại hai con nó nhào nó ôm gịch cái anh quay lại anh gặp anh giật cái hai con khỉ giật cái chai nước anh không được. Cái tôi ngồi đó. Trời ơi chút xíu đâu nó lọn lấy chai nước ngọt lắm. Rồi nó chạy lại cây kế bên nó nhảy lên đó, hai con nó ngồi trên đó kế bên đó. Tôi mới chân đi, tôi mới dặn nắp luôn đừng uống mà nó cứ cạp cái đít hoài à. Thiệt tình nó dạng hết chức dạng đó. Thiệt dạng. Quan giả mà nó sống là chị có nè phải không? Ừ. Có cái đi, mấy gì. Cái hổm đi lấy ba cái bồ trăm trăm mấy người gan. Công an vừa tới liền. Nó làm gì chứ? Làm lấy thuốc lấy làm gì? Rồi tôi đưa lên nhỏ con rồi nó ba làm gì đông dữ hả? À, đi kiếm thuốc nam. Mà nó không biết mình nó đi kiếm thuốc nam cho nó biết cái gì hay không. Vì nó cũng không rành đến việc nhiều. Cái mắt nó không biết. Giờ còn ba đứa ở chảnh mà giờ nó không cho tôi lên. Nó thằng thứ hai vợ Nam Giang á. Nó nói bữa nào chết xe không ra chạy luôn mày chơi à. Ê ba đừng lên nào lên không được à. Nói sao à. Ba lên nó biết còn Việt Nam rồi. Biết Việt Nam rồi. Ba lên tao không nói chuyện. Nó chơi nhìn hồi nó biết ba. Mà nó biết rồi á, là nó ở chỗ nó mà ăn không được. Việt Nam nó không chịu mà ăn. Ôn vậy đó. Nhỏ gái tôi hổm rồi nó điện xuống biểu ba đi qua Tân Châu á, bà đi đó mà cho con 50 đô đi. Tôi qua bển tôi hỏi chứ ông ở đâu mà ông biết tiếng Việt dành ba. Tôi ở cho giam. Tôi có biết tiếng Campuchia tiếng nào đâu trời. Nó vậy là con nhỏ đó là con của ai? Nó nói con đẻ tôi con ai? Con của má nó. Tôi nói trời ơi hai chồng tôi mà ăn với nó mấy chục năm nay chưa biết nó Việt Nam đó. Nay ông nói tôi mới biết nó Việt Nam đó. Không gì nó nói Việt Nam rồi cái làm như nó không muốn mà ăn với mình. Không chịu hay chứ? Bởi nó sợ vậy đó. Kỳ thị ha. Kỳ thị. Còn thằng Út cười à. 38 tuổi không vợ con đâu. Chịch qua chịch lại thằng cấp của chị nó 3.000 đô bước qua đá chơi dẫn về nhà nó vậy à. Làm hoài vậy đó. Không chịu về nhà. Hồi đó nó nói ba. Miền nó hiếp Việt Nam con cũng binh nó mà được binh không có mấy miền nó biết. Vậy cho nè, hồi đó rồi biết 3-4 thứ tiếng. Việt Nam, miền có Thái gì biết không? Đi chơi không? Không bình được bình ai. Nhớ hồi xưa nha, còn chạy xe lôi đó. Cái đợt đi kiếm thuốc mà ông cho hay đi mẹ ơi, đi ơi. Mới đi à, đi. Cái chiều nay ông cũng biết là tôi đi hỏi tiền góp á cha ơi. Về cái chạy xe lôi, cái này trả cho người ta. Mình đi vậy rồi mình có nhận hỗ trợ gì của ai không chú hai? Có hỗ trợ của vợ. Là mình tự sức tiền nhờ nhà mình đi mình tạo cơ. Cũng có khi mình kiếm nhà thuốc hỗ trợ cho mình đi ăn uống đó. Có khi hỗ trợ trời cũng đắp tiền nhà nó làm gì mà đủ. Nhưng bữa hổm mới đi Phú Quốc nè.
Đi nó lấy 25 triệu rồi với ở nhà cái tốp sau đi ra, nó máy bay đi ra kêu em tôi nó quần quần ở xóm được 9 triệu mấy. Mình đi xa chắc tốn chi phí cũng nhiều hả chú hai? Nặng lắm à, đi mua bắp tốn tiền nặng lắm à. Một ngư á, thấy một tàu là một ngư á là 185 ngàn. 8 triệu đó, là phải kiếm thuốc nam á, nó mới ăn. Ăn giá vậy ha. Nội với xe ông ta thảy xuống là 85 ngàn, người ta ăn 185 ngàn. Nó rồi quận đi quận về à. Tại chưa nó ăn uống gì trơn trọi đó, rồi mà đi lần mấy chục ngư. Là đó. mấy chú đi là mấy chú hùng tiền với nhau để mà đi hay sao chú hai? Ờ, cái đó nhà thuốc. Tôi hồi đó tới giờ là tôi đi Phú Quốc chứ tụi nó là gì? Đi là cái vụ của mình đổ xăng đổ bọng thì mình... Cái gì không biết chứ cái xăng thì chấp nhận của mình rồi đó. Như còn cái chuyện mà thí dụ như cái đậu mà mạnh á, đậu mạnh á ngang thì nó báo từng đò mình quá từng đò. Còn như hiện tại còn như mà hai cái tết mà quá khổ thì tiếp tay vô tự túc hết. Ở nhà nay hả, đi nhà nay phải không? Lương nha bỏ thêm dấu quyền làm ngay nghe ngày nay vậy tôi ổng về chắc 100 thì sẽ bí đó, thì săn bọng ăn uống vậy. Rồi mình đi lên gừng đó mình ăn uống sao chú? Hả? Đi lên núi nè. Núi nè, thì hừng sáng ăn đồ tiếu, rồi tới trưa gần tới cơm thì quất hai người ba gói mì, rồi bắt đầu giọt đây nè, tới nào mặn rồi thì về. Vậy là mình phải đi lội lên xa trên núi không chú mới tìm được thuốc? Bây giờ mình lội đi gần gần nữa, xa đi hết nổi rồi. Để cái tuổi một lần đi lên hàng chờ gầm, ông này dắt tôi đi hoài, giờ tôi đi hết nổi rồi. Giờ vũ đi không dám. Hồi nãy nghe chú bà ông nói cái vụ gặp cái gì cho anh đó. Trên hang về gầm đó chú bà. Hang về gầm thì cái hang đó dễ chết lắm. Ông này thì ông nói là cỡ 9-10 thước mà tôi thấy cỡ 6-7 thước đó. Nó tròn quay nó hụp như vậy đó. Bởi vì giống chung hang. Về tôi lấy cái trái tràm về. Tôi hỏi bà già tôi lúc đó bà 80 mấy tuổi rồi, tôi hỏi bà biết cái trái tràm không? Hai giờ gầm đó là bà nói bà không biết. Tôi ai cũng nói biết trái tràm hết trơn nhưng mà đâu có ai biết trái tràm. Bắt đầu kinh là biết cái hột của nó mình để đồ gỗ mình bắn đó. Đó là cái hột thôi. Còn cái trái nó dài vậy nè. Như trái điệp tây vậy đó. Mà không thấy rồi sao không biết. Thấy trên núi nó rụng xuống rồi nó mưa nó trâu xuống sông rồi mùa nước rồi trâu xuống rồi mình lụm nó lụm cái hộp chứ ít có ai thấy cái dây, ít có ai thấy cái trái nữa. Thôi đủ rồi, cái gì uống đi hết rồi, tới lại Đức Vũng Sư mình đi vô đây nữa. Nghỉ mệt đi chú ơi, trò chuyện với con hồi đi. Có khi nào chú được chung vô hang chạy gầm chưa chú? Chú này có dám tôi không có chung vô có ông này thì chỗ nào cũng có lùi vô đâu á, không có dịp đi với ổng mà chung vô. Chú hai chung vô thấy gì kể cho con nghe coi chú. Thì thấy hang của mấy ông bộ đội được có gì đâu, đâu có gì đâu, nước với đá rồi không ạ. Ba cái đồ của mấy bộ cách mạng rồi đó ở đó, rồi vết dâu rồi thịt đạn rồi ba cái quân trang của mấy ông cách mạng hồi xưa chứ có gì đâu. Có gì thấy lạ chứ. Đó là căn cứ của căn cứ của Long Xuyên của tỉnh Lạng Giang đó. Tỉnh Long Châu Tây một lần đó ông ơi. Là ổng là cơ quan phụ nữ vụ nơ đồ dưới bộ đội cơ nhà thương đồ dưới á. Cũng sâu à. Đi dưới tôi đi cấp một lần còn phải tôi đi xuống dưới đụng với nước dưới cái đi lòn lên trên khoảng 500 mét cái chỗ lên cái phóng xuống à chứ không có đi đáo lợn. Không đi lên nữa. Cái gì? Xuống đi lên. Lên, bò lên chứ. Đá chặt trùng, đá cục này nó đè cục kia mà. Rồi hơi sức nào mà bò đấu xuống lại thôi đi lên nó khỏe hơn. Rồi mấy nãy con nghe chú Hai nói là xuống dưới mấy ông già em được là sao nữa chú Hai? Giờ đâu giữa. Chú mấy nay nói chú bà ông sợ ông dài gượt đó. Ông dài gượt. Ông dài. Ông dài hả? Dạ. Ông dài nào? Đâu có nói đi. Không ý chú Hai nay nói chú bà đi xuống đó sợ ông dài ông gượt, đúng không? Hôm nay thì ông đi, còn tôi nào giờ không có đi, không có đi xuống đó. Sợ rồi chú Hai chú bà. Tôi không có đi xuống đó, còn mấy cái chỗ kia thì tôi có đi. Mấy chỗ kia có đi.
còn cái chỗ gì mà ông dắt tôi đi cái chỗ nào mà cà đuồn ở dưới mà nước rồi đi cà đuồn luôn, tôi đi theo ông lặn đó hàng hang phụ nữ nước chảy ngã hô ào phụ nữ hả? Cái hang đó mùa đó thời chiến tranh đó, cái đó là căn cứ địa của cách mạng đó. Ôi chú Hai, con thấy trên đây có một cái hang đó, hình như ta đồn có hang gắn gì đó, là phải không chú Hai? Cái hang đó kêu cái hang Ma Thiên Lãnh của cơ sở của cách mạng đó nè, tới bên đây nè, đó nằm. Dạ, con lại đó con thấy bùm sùm quá không dám vô. Tàn ơi, mỗi lần ta đi lấy mà thuốc ở đó đó. Mấy giờ ở trong lùm nó thuốc nhiều hả chú Hai? Trời ơi, chú mà trước vô lấy bây giờ hết. Bỏ đi em ơi. Hai chú đi mấy chiếc xe? Hai chú hai chiếc. Được con bó này hả chú? Con lấy ngoài kia. Lấy ngoài kia nó bỏ ngoài cái gì nó chở. Thuốc mà gì đó. Bắt nhận dặn. Làm thuốc ho. Làm thuốc viên. Thuốc ho, thuốc đồ đó. Cho người ta làm thuốc viên, ta cho. Ta làm thuốc viên. Thì mình cũng về mình đưa mấy ông đó làm thuốc viên thì cũng cho người ta không. Đó. Chứ đâu rồi được. Dạ. Đầu ngày mấy ông cũng tốn tiền lắm mà nghe. Để phí muốn làm mấy ông cũng tốn tiền lắm mà. Có khi đi về mấy ông có cái quỹ đó, mấy ông đưa cho tiền đổ xăng rồi. Còn đi đợt khác. Dạ. Mấy ông đưa cho đợt thằng. Hồi đó giờ là kể như tôi không có lấy cái tiền xăng của ông nào hết trơn á. Thì ông có, thí dụ như giờ có đưa thì ăn uống thì ông bao đi. Rồi vậy đâu? Trời ơi, tức cho mình phải còn trẻ lại 10 tuổi nữa. Đi vô đã giờ. Giờ già là tức thiệt. Trời tức hả? Vậy đi về ta nấu nước sôi á. Tắm, để cho gọn đi ông ơi. Ông nói vậy đó, tôi nói ông chính tôi kìa. Tôi nói ông bây giờ trở lại tới mình. Còn ông ở bên Mỹ gửi tiền về các nhà. Ông ngồi cũng than. Trời ơi, các nhà tốt quá mà không sống lâu để ngỡ. Ông mà 70-80 tuổi rồi, tới cái thời ông chết rồi ông chết đi. Ông tham quá, nên bây giờ ông muốn sống nữa không? Dàn con ông đó, ông đem ra lâu đầu chặt đầu nào đi, thế vô. Chú Hai, chú Ba, thì con hôm nay cái duyên gặp hai chú á, thì anh em của tụi con không có nhiều thì chưa con, cái tiền của con gửi cho chú Hai với chú Ba 200.000 để chú Ba, chú Hai làm cái đổ xăng đi tới lui ha chú Hai chú Ba. Mong chú Hai chú Ba nhận giúp con ha. Dạ. Nhận đi ông ơi. Hôm nay ông nhận làm gì làm đi chứ được. Không đổ xăng đi. Dạ dạ, hai chú nhận giùm con đổ xăng để đi tới đi lùi chú Hai. Thôi vậy rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn em mấy cô, dạ. Chú. Nè. Đó là giúp vô đó thì ông giữ ông làm sao ông làm đi, tôi không biết cái vụ này. Rồi thì có gì đặng anh em mình. Dạ con cảm ơn chú Hai với chú Ba đã nhận cái tiền của tụi con gửi cho thằng chú. Rồi tiếp một chút. Cái này Hùng vô, nhiều người nói tôi nói một câu ngặt lắm. Trời ơi, không ở không mà tôi đi kiếm thuốc nam với ông Tràng. Tôi nói mấy ông nói làm sao, nói lại nha coi. Mấy ông nói không, ổng ở không hả? Giờ tôi hỏi mấy ông gì, có mấy ông ở không không nghe. Thường thường ta nói, người có công, người có của. Hùng với nhau để mà làm. Được cái công mấy ông không có, được của mấy ông đưa ra 50.000 bạc mấy ông còn tiếc. Rồi mấy ông được hưởng gì. Phải có công, rồi có của, mình mới hưởng được. Chứ không có công không có của nữa mà sao hưởng. Công mà không có mà mấy ông đưa cho 50.000 bạc ra đi uống cà phê phải không? Mấy còn tiếc đó rồi vậy mà rồi. Hồi đi kiếm thuốc nó thiệt. Mà ai cho 10.000 cũng mừng, nói thiệt. Dạ đúng rồi. Đặng nhín nhúc rồi gom gom lại mấy người mà 5-10 người cái được 100.000 cái đổ xăng cũng lâu lâu. Dạ tại con thấy thì đi về đó là khoảng chừng 60.000 xăng đó. Đi về á. Dạ tại con thấy cái độ tuổi của hai chú thì cũng lớn tuổi nhưng mà làm cái công việc thiện nguyện này á. Có làm gì lên gia tiện cho con cháu nó nuôi. Dạ. Lâu lâu nó cũng chích chung á. Mới sửa xe nó cho tiền sửa xe hết 700-800.000. Này chắc mình chở về nhiều rồi hả chú? Hả? Này chắc bữa nay mình gom được nhiều không?
Không, kiếm thuốc này chút đỉnh nè. Cái này chút đỉnh nè. Như là còn ở ngoài kia mấy bao ngoài, kiếm ngoài núi Lâm Di, ngoài Chi Tôn ngoài. Kiếm sớm mơ giờ là bỏ ngoài. Thuốc hội. Kiếm thuốc kia. Chứ không phải thứ này, thứ khác. Lắc viên đó. Thì chú, hai chú là đi ngày hôm nay hay là đi mấy bữa nay qua tới đây? Đi cỡ này là đi sáng đi chiều. Sáng đúng rồi. Trong ngày về ha. Một lần này vô này ngủ này không ạ? Bây giờ không có ngủ nữa. Bây giờ mình đi có mơ về đây. Bị mình kiếm ba cái thuốc quý, mình thuốc đó nó hiếm. Nó không có nhiều. Đó. Chứ như lấy ba cái thuốc ở sớm mời ở ngoài là chỉ có cái núi Lâm Di ở ngoài có thôi, mấy núi này không có cái đó. Nhưng theo cỡ 10 năm trước. Mười mấy năm trước là đi kiếm, tôi dẫn đoàn đi. Bác là đứng ra chịu. Kiểm lâm kêu ông là đứng, ông là chủ, ông là trưởng đoàn phải không? Mời ông về. Rồi vợ ở trong mấy tiếng hồ. Ông nội nuôi tôi đó, ông về cho hay, mấy người kia về cho hay rồi. Ông mới lại, ông kêu tôi về. Ông mới chuột ba cái thuốc gì, mới gả trưởng đoàn thì không cha. Ngoài định quán Đồng Nai nó vô được đó, chịu khoảng 2 triệu nó vô được. Ổng nó phai phong ra ngoài hết 5 triệu. 5 triệu mới lấy được. Lấy được chúng tôi đi ngoài định quán Đồng Nai 600 giác thuốc vô được. Như là mình đi ra ngoài định quán ngoài là mình tìm được những cây thuốc nam gì chú hay chú ba. Ở ngoài đó thì thuốc tốt ở đây mình không có, kiểu như gùi, gấm, huyết rồng, đủ thứ. Gùi, cây gùi là chị bệnh gì chú? Mình thì không có rành, nhưng mà mấy ông thầy biểu kiếm mấy cái đó về cho mấy ổng, thì mình kiếm về cho mấy ổng. Chứ mình không có hỏi là tác dụng của những cái cây đó ha. Chứ nhiều khi nó nhiều loại thuốc quá, làm sao mình hỏi mình nhớ hết, nhớ không hết đâu. Tôi đi dương này lâu đời lắm mà, giờ hỏi tới cây thuốc gì tôi không biết. Nhìn cái mặt cây là biết à. nhìn cái cây đó biết cái cây đó cây thuốc đó mà quên tên đó. Nó phải còn trẻ là mừng. Rồi mấy chú ở đâu à, mấy chú đi quay lướt nè. Chị anh này ở ba chút này, chú ba chút hả? Dạ. Chút ở đây. Một lần có hai đi vô trong núi Tượng lấy ba cái cắt căn á. Có đi núi Tượng lấy cắt căn. Nhà con là ở tại núi Tượng luôn á. Dạ. Cắt căn là cái gì chú? Cái củ cắt căn. Hôm nay gần hôm nay đi lớn nhiều hơn tôi. Chưa nghe à. Ông lấy cắt căn nhiều hơn tôi. Ông lấy cắt căn cũ, tôi lấy cắt căn dây. Ít lấy cũ. Mà cắt căn cũ nó ngộ thiệt nha. Cái dây nó làm như nó không có bò dài, không bò chừng bê dai bê ai nè. Gần mấy bụi giống rồi đó. Rồi ông bư với vậy cái nó lòi cũ lên à, ông lấy tay ông bư cái lòi cũ lên mà cũ mà lớn lớn. Con lấy sao không, lấy trước ông nữa. Biết vậy rồi mà tôi lấy với ông tỏi đó, tôi bư lên cũ bành không có hết là ngổ á. Mẹ là nó vậy tịch tan tới chiều cái gì đó nhà đó. Không thẳng lai rai mà, già thì chạy theo già. Mà thằng cháu tôi nó mới hồi qua kia nó rủ tôi đi, nó bắt ba bây giờ con với bắt ba mà đi núi Tà Lân đi 2 ngày về được kịp không? Nó nói không kịp đâu, bây giờ mày muốn vậy đó, muốn đi chơi là đi gì được nè, mà mày quẩn mới được chứ nó không phải không. Bây giờ mày muốn đi đó là mày quẩn đó, giờ tao mày xách xe ông ra chạy lên Nam Giang bỏ xe đó, bắt thằng con đâu lấy xe hơi chở hai thằng mình đi chơi từ Nam Giang vô núi Tà Lân là 100 cây số đó. Còn đây ở mà cửa khẩu Giang Thành này mình chạy lên tới tỉnh Campuchia, cái chợ Campuchia nó có 6-7 cây số. Nói đây vì họ sức nó uống giờ cái giác sao nó cái giác không có giác con thì chắc được nắm để chú biết cái cây thuốc này quá. Con lên núi con gặp con nhìn thấy cây cỏ không? Ông này rành thuốc lắm, nói tới cái cây cỏ là ông còn biết tới cây cỏ nữa. Tôi không rành đâu.
Chú Hai này là chuyên nghiệp hả chú Hai? Chuyên nghiệp rồi. Chứ cỡ 40 năm mà 40 năm trời ha. Thứ hai nữa, một là ông nhớ hay. Cả 23 24 tuổi là đi làm xã hội là tới bây giờ luôn. 18 tuổi thì lập gia đình. Đi làm. Đi làm viết rồi bả ở nhà bả bán bánh lọt mà. Chịu không muốn nổi mà. Ông thì đi dễ phân, dễ thuốc, đồ mướn, dễ lúa, đồ mướn. Rồi đi dắt bò. Cái gì làm ra tiền đặng đi làm xã hội là quốc à. Ở đi có tiền thì mới đi làm xã hội được chứ không tiền sao đấy. Không tiền đi được đâu. Tiền đi. Đừng bó nha mừng ngay. Bó này người uống chắc có 10 bữa nửa tháng. Tới đúng bổn sư mình có, đi vô có, mình có một bó một nữa. Chặng mà tôi đi với ông mà lấy ba cái món bò cho bà chị vợ tôi đó. Giờ này mà đi lên chảnh tôi đi làm như đi hết nổi rồi. Quá cứ mệt rồi. Tôi nói thôi tôi không xuống giờ không làm phước nữa. Quá trời mệt rồi. Mà đi xuống mà còn tiếc. Thầy ơi, lẽ mình lên tới đây rồi nhưng không mình gì mình gì mà không có nó tích. Thôi đồng mới giấy. Giấy mấy gì rằng sao biết đi xuống dọc đường ổng gặp. Ông gặp cái hai mớ cái ổng đi lòn ngã kia gặp mớ nữa mới đủ đi về chứ mình ổn. Nó ổn cái mình đi lên tới đây rồi mình đi về mà không có nó tích. Mà nó quá mệt rồi, tôi nói nó quá mệt rồi. Hết ham gì trơn. Dán đi chừng năm với hai nữa rồi không biết tới đâu hay tới đó mà hoang mang hoài không biết. Đi chừng nào mà nó đi hết nổi thôi. Còn sức là còn đi ha chú hai chú ba. Bữa đó đi núi ô tô đi mới có nửa đường. Quá mệt rồi. Nằm nó xỉu. Chú hả? Rồi hồi kia nó nhỏ hơn tôi cỡ con giáp nằm xỉu luôn với tôi luôn hả trời. Trời ơi mới chạy súng lại quạt sẽ chết. Quạt sẽ tử. Quạt hồi làm như nó khỏe mình lại. Còn thấy dốc bên đó là đứng lắm đó chú. Có niệm Phật không ông? Quên không? Quên hả? Ủa biết mà. Quên thiệt không ơi. Quên thiệt. Tình không nhớ. Mệt quá mệt rồi lo thở không nhớ. Quên. Nhưng mà hồi lúc mình, lúc trước mình có niệm Phật rồi, lúc đó mình quên ông Phật cũng độ luôn à. Tại vì thường thường đi núi này nè, mà trước khi mà vô bắt đầu là đi lấy thuốc, là vô có giấy đồ đó đàng hoàng rồi mới bắt đầu đi lấy thuốc. Đó thì đi núi nào cũng vậy. Là thường là khi tới núi mình xin là mình giấy những cái vị nào thưa chú Quang? Thì mình giấy mấy vị chư thần năm non bảy núi ở đây phù hộ độ cho anh em tôi mạnh tay mạnh chân để đi kiếm đúng nam diện làm bước. Bao nhiêu người đi sao về vậy? Giấy đâu đó đàng hoàng rồi thì mình kiếm. Là những cái lần mà mình không giấy chắc đi nó có gặp chuyện là hả chú ơi chú ba không có khi nào không giấy à, chụp vô là giấy à giấy rồi mới lấy thuốc trước khi lên gần lên núi mình bắt đầu mình xin thuốc vô mình tới rồi là đứng giấy của hàng nó rồi đó nó mới bắt đầu đi kiếm cho nó rồi tới đây giấy đó tới đây giấy đâu đó đàng hoàng rồi mới chụp vô đi kiếm lần cái giò tôi không ấy tôi cúng còn bây giờ tôi lại còn bây giờ tôi có lại giò đau cho nó không có lại được nó bị rồi mấy giờ chú? Dạ 1 giờ mấy hay 1:45 mà chú. Sao? Đây giờ mấy có 2 tiếng hộ đi. 2 tiếng. Cho 2 tiếng hộ đi. Mình đi đường tắc mau lắm. Trời ơi, con nhiêu đây? Con nhiêu mà kiếm chằng ai đây? Tôi không bường nữa cò có quá. Ừ. Ông không bường nắm sao nữa thì có cầm tay nữa. Còn đây dòm nữa chi sao vô chắc cũng cả bó. Bó mà cái bự chứ mới lớn đâu nhỏ đâu. Bự này giờ vỡ là lần đi lần khó rồi ơi mệt ông bắt tôi đi không buồn thấy mẹ không à, chú hai hồi nãy còn nghe chú bà ông kể á đi núi với chú thì chú hành đường nhưng mà sao mà đi lên chảnh thì vẫn hồi chú ba kiếm không có thì tự đi xuống luôn à chó dắt đi chỉ thuốc cho mấy ông lấy đó đi rồi tôi đi quằng luôn đi kiếm thuốc rồi tôi quằn tôi để ý rồi mời ngày sau mới dắt mấy ông lại đây lấy rồi tôi đi cánh khác thì chiều tôi cũng xuống tôi cũng dắt thuốc à mình đi mình biết thuốc á
mình đi siêu tầm đó, kêu là siêu tầm đó. Đi dò đường dưới hai chân. Cái chân đó tôi đi giống lên điện đầu cao nè. Mình nào giờ mình không biết, ông gành dữ lắm. Tôi nói ông yêu lại đây là lấy ba cái căn tôi làm cái chiều chưa hết nữa. Cái ông đi tè là ông liếc thấy. Hả, à, đây không có, đi. Đây có, đi đâu. À, đây không có, đi. Ông làm tiếng thứ hai rồi, ông làm tiếng thêm thứ ba nữa. Cái ông bỏ ông đi. Trời, nó tức tôi hết sức tức rồi. Mà bây giờ không chạy thì ông chút xíu tôi không biết đường xuống. Ông đâu tôi phải đâu đó. Chứ ngồi không biết đường xuống. Tới nào về nhà hỏi ông. Thùy ư, không nói tên, nói cái tên mà tụt quần rồi. Nó. Đi rừng là sợ nhất là mắc mèo. Cái lòng không nó vô đây, tôi đầy tay tôi không biết. Nó cũng như là cái trái đậu nành. Như trái đậu nành. À, hai hộp, ba hộp, cái bốn hộp. Mà còn có lông thấy ghê lắm. Lông nó cái mùa hạn á. Nó vô đầy tay tôi đơn, tôi không biết. Đó, thiệt không? Đừng biết nghe, ông gặp biết rồi. Kiếm xà bông mà tắm á. Không biết hết. Rồi ông nói, không có đi, không có đi. Tiếng thứ ba ông đi, tôi mới đi. Chứ tôi miết ở đó hoài. Mà đầy tay tôi đơn, tôi không biết. Ổng mà phải lúc đó mà ổng nói mắc mèo một cái là tôi tuột quần luôn rồi. Nói tới cái tên rồi nó ngứa tuột quần chứ không phải ngứa gì. Ê, cái cây đó mình đụng là mình nói tên là không được hả chú? Ngộ hả ta? Trái nó cũng như cái trái đầu nành vậy mà nó lông mà nó vô con mình lỡ đụng thì không nói tên không có sao. Không nói tên thì không sao, rành rành không sao. Ngộ vậy đó, tôi không có tin gì đâu mà tôi tin gì đâu cái đó. Tôi bị một lần thì tôi mới biết. Chứ phải ông nói cái rồi tôi kể ngồi tại đó mà gãi luôn á. Mà không nói thôi. Không nói tên thôi. Ngộ vậy. Ngộ thiệt là ngộ. Chứ nó đi với kia không biết, tôi cũng ngó ngang tôi thấy tôi cũng vũ nó đi đó. Rồi cái nó nói gì đâu mà tôi cười hoài đó, nói ông đó. Cái ngồi cái gì tới nhà, tôi mới nói đó. Nó mô mốt mày gặp cái trái đó giống trái đậu nành à mày đi xa xa giùm tao. Cái trái trước tôi gặp hai trái rồi, còn nó đi mà không có đi mà. Cái đi bề qua kia nó gặp một trái. Cặp bóp bóp, trời này sự giống cái me non quá không. Tôi liếc nhau tôi gặp nó. Chết rồi. Mà mình đâu giống nói tên nữa. Nói tên nữa rồi cái là kể nó ngứa cho mày xem. Mình cũng mới biết nó đây á. Ông mỗi lần đi kiếm thuốc á, vô đây ở cái nhà bà Hai Tây ở đây nè. Nhà Mai Tây vô là... Đó tôi lên hai chai gầm rồi tôi lấy một tuần lễ là 36 giác thuốc. Một tuần lễ một ngày là 4 giác, 5 giác. Nhiều hả? Nhiều lắm hả? Lên không nổi nữa. Có một dây một đó mà 30 mấy giác. Tới mà cái mà cuối cùng là có một góc một là cắt khoảng một thứ hai là giác tự chỉnh xuống dưới này là muốn mắc thở. Còn đó đi cực lắm, đi một xe đạp, rồi bắt đầu cái mướn xe ba bình bạch nè, nó chở ra ngoài cầu cái me, ngoài chi tôm á, cái có khi gặp ghe người ta bán cá cha, mình gửi về không có thì điện nhiều ngoại kêu mướn ghe vô chở, nhà thuốc người ta mướn với mình, tiện đâu mướn, đưa tiền không đủ mình ăn nữa đâu, có mướn. Có đi xe đạp quá cực. Những cái lần đi tìm thuốc có lần nào mà đi lạc luôn không chú hay đi núi á? Không, chưa tới giờ không lạc. Chưa lạc lần nào hả? Không. Mình đi giá chưa thần dẫn dắt mình mà. Mình phải tin vào cái điều tâm linh mới được hả chú? Nếu mà đi núi mình không tin về tâm linh chắc đi khó mà đi hả chú hay? Lạc tốt à, có người nó đi tới chặng dạng chưa về tới. Chín giờ thì đó đi cái đoàn mà cái ông kia người ta về nhà người ta ngủ trơn, ổng chưa về tới nhà. Từ sáng lại đi kiếm ổng là ổng xuống gần tới chân rồi chứ chưa tới. Là từ sáng đi kiếm mình gặp ổng đó. Cái đó là do những cái điều tâm linh dẫn dắt không cho xuống hay sao chú hai? Chắc vậy. Dắt đi xuống được. Người ngang ngạnh, người mà không dái. Như theo chú nghĩ cái đó chỉ thần dắt hay là ma dắt? Theo tôi nghĩ nó là chắc chư thần quở, nó thiệt. Mình ở đây mình vô núi mình kiếm thuốc là có chư thần núi rồi đó. Mình vô mình lợi nhà người ta mình phải hỏi han đồ, gian giới đồ. Chứ mà vô làm ngang tàn ai không vậy. Nhưng người phàm của mình cũng vậy nữa chứ đừng nói còn dặn chứ đừng nói tới người phước mặt.
Chứ con nghe nhiều người mấy cái phái đoàn đi lấy thuốc đó chú, nhiều người cũng bỏ mạng luôn đó chú hay. Có sao không, có bữa hổm Hùng Móm dắt cái đoàn đi lấy dưới núi Cô Tô lấy gián ba nè, có thằng đó bốn thằng mà đeo sợi dây đang đạp ba cái gián ba xuống đó, còn có thằng một mà chốc gốc chốc dây đó vớt xuống xuống bệnh viện mà không biết hổm già không hỏi Hùng có thằng đó còn không. Ông mình mấy không có còn gì hết trơn. Thì đi 32 người không người nào biết tiếng Campuchia mà lên có công giáp với thằng Thái. Vô rừng nó nhờ thằng Miên Con. Nó leo một cái đại tài luôn. Tôi đứng tôi coi nó xuống luôn. Dòng không biết dòng mấy thứ mà dây thuốc mà dây dày dày cái nè. Mà khỏi cột lòng đèn nó trên nó thòng 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 xuống tới đất vậy nè. Mà nó không biết tiếng, mình không biết tiếng luôn. Nó leo lên cái sợi dây bằng cánh cái rồi nó nhúng đủ sức nó xuống đó, nó chừa sợi dây đó. Vậy chứ hồi nào đầu nó hạ cái bằng hì 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 xuống. Thì tôi một lần leo cây tôi cũng chừa dây chứ không chừa sao được. Dây rồi tốt tôi thấy nó xuống sao không biết. Để y thin đó à, không dám. Gần ai. Tới dưới này tôi thấy tay chân nó buông ra nó rơi xuống. Rơi xuống rồi nó chụp nhánh cây cái bắt đầu nó quằn xuống cái nó đứng vậy cái nó buông cái cây quặt lên không. Tôi đứng tay góc tôi coi nó đi xuống đó. Bên đó nó quen nên nó là nó vô rừng nó dài bẫy mà nếu mà tối thì nó ngủ rừng luôn à, nó không có gì à. Trời ơi ngủ cây luôn, ngủ nguyên cây. Chú mới đi về là nguy hiểm hơn hay chú hai? Mấy cái rừng nó nguy hiểm lắm. Cái chắc... rừng nó hồi đó tới giờ mình lên chỉ là lần đầu tiên mình vô kiếm thuốc đó, thuốc một cái thôi khỏi nói. Mới đầu lên gặp cái sợi dây đấu trọng ba lớn gì mà tôi không biết phải hay không nữa. Bắt thằng Miên nó leo lên chỉ bứt lá đồ xuống coi có phải không nữa đó. Vậy mà văng, vậy mà đi kiếm thuốc. Tôi nhá cái dao vô thì nó xịt mũ ra rồi, đổ trọng thì mũ không à. Thứ mà bằng thứ cầm tay mà cắt ngang dưới rồi, bắt đầu ông kiếm cái thao hay là gì đó, ông để sẵn nó, ông lên cho nó chặt ba nhánh tờ, nó nhiễu mũ xuống uống, không biết đã luôn, nó béo. Còn có sợi dây gì không? Sợi dây gì bơ lớn nè, chặn khúc bơ dai nè. Được tôi dở lên vậy nó hứng dài gốc vậy là nó được một bình nước bình nó tẩy nước trắng tinh à. Mấy ông nói vô đừng uống đó không á thì phải tôi uống đó không chứ vậy đi giờ mình đi vô rừng mình chăm chia hoặc là trong rừng mình thay lấy cái dây đó là dây gì chú hai? Cái dây mà chú hai nó có nước uống ngọt ngọt đó gấm gùi. Là mình lên gần mình không có nước mà mình với ngủ linh chỉ. Ông nói vậy là ngủ linh chỉ đó. Là mình lấy nước đó mình uống luôn ha. Rồi uống đã rồi, đắng thì cho nó uống khỏe lắm. Thuốc nào mà vị thuốc. Cái đó vị thuốc không à. Nhiều cái mà đều con mới được nghe thôi chứ còn chưa được biết luôn. Nghe chú nói mới biết à. Mấy ông lương y, mấy ông nói thuốc mấy cái ông mà kiểm lâm á, mình nói người ta cũng không phải nữa. Mấy ông nói sao kiểm lâm khó quá không cho mình vô. Mấy ông nói một câu mình đâu dám. Bây giờ mấy ông đi kiếm muốn nam cho ông vô đó. Ông ký tên nữa. Từ giờ mấy ông đi vô chổng mà tới mấy ông đi về đó. Cháy rừng mấy ông chịu nha, ký tên vô. Ông nào dám không? Không dám. Ông nào không dám đút tay vô ký nữa. Mà cho mấy ông đi vô chổng rồi mấy ông hút thuốc không làm gì thấy tàn thuốc cái rồi mấy đó chịu lạnh ủ đâu người ta sợ vậy đó mà ta làm khó mấy ông mà nhiều ông đó, hút thuốc nó không kỹ nữa nhiều khi mình cũng tức nữa thấy thí trời ơi mắt mới cái lá cày nó lên một gan vậy á là tan là giác khô gan khô gan không mà thảy xuống lại là chút xíu bắt cháu liền lụm lè nếu điếu thuốc là hydro là lụm liền không có nói gì. Đó, có. Chú thuốc nam á, chú có biết cái thuốc nam mà cái loại mà trị liền của mấy người mà diêm son trị liền đúng không? Trị liền cho mau hết bằng cái cây thuốc gì á? Không có cây thuốc rồi tôi không biết chứ ở ngoài bây giờ tao có cái dầu trị diêm son chính xác luôn. Mà như chứ này đi không có đem theo chai não chứ. Dạ. Tôi diêm son nè. Mà tôi sức. Trời ơi người ta sức vậy còn tôi đi chai hết vậy cho đã. Tôi
bị viêm so hết vô tôi còn đằng xe nửa chai không tin luôn, hết luôn hết dài làng hết. Dạ. Tôi còn đằng xe nửa chai, tôi còn nhà mười mấy chai đó, đi nào chiếc nào cũng đem vô cho sao chiếc này quên, ông này cũng xuống sớm thấy mẹ đi sáng 5 giờ đi mới ba giờ mấy 4 giờ mới già cúng kiến dầu ra đi cho sớm nặng mặn như sớm về sớm chưa nắng về ông bắt đứng ở ngoài trời vậy làm à, đi nhổ ba bắt con chàng phải đi sớm với ông chứ rồi gặp đi vô đây vô giường nữa tôi đi sớm mà làm gì cũng 5 giờ đi lưu riêu 3-4 giờ là vậy, hay đi vô chúng, với, đi tới chi tôm mà mặt trời mới có mọc lên có khúc vậy. Chú bà ông cũng nôn đi hả chú? Tôi ngủ không có được, thức rồi 2 giờ, 2 giờ mấy rồi thức rồi. Phải giờ em ngủ không được, ngủ thiếu hai đi. Mà thường thường là tôi thức vậy không hả, thức làm như nó quen rồi. Với hai nữa, mình thấy nó lớn tuổi, mình chứ, đi sớm, mặn cho sớm. Để chưa nắng rồi cấp nãy là lấy ba cái bắt nhân chặn ở trên núi đó. Là 10 giờ rồi mà thêm 1 tiếng hồ nữa là xỉu. Không quên nhiệm vụ hả chú? Không quên. Nó quá khứ là nó mệt rồi nó nắng cúng rồi mới đi, nó mới đi trước đi tao đi sau cũng vì cái cúng rồi mới đi chứ đi lấy thuốc này con thấy cũng có cái tinh thần gì đó nó mình mới có mới đi được cái chú hai với cái duyên đi núi á chứ không phải đơn công mà muốn tìm thuốc nam như mấy chú đi là giờ giống vậy là đi đâu á. Mình nghĩ là ở xóm á có mấy cái thằng á làm tàu lá có tốn tiền không, tốn tiền vợ con không, nói trời tôi chú ơi tàu lao mơ mốt mấy chú đau mất nhờ mấy thằng tàu lao chú mới có thuốc uống đó chứ. Chứ không tàu lao là không có thuốc uống đâu chú hàng. Chú nói cũng hay ha. Đúng rồi, tại vì nói chung là cái xã hội mình làm đúng người ta cũng nói, mình làm sai cũng nói, mình làm như thế nào làm gì nói sai cũng nói thiệt, nói chung là bắt người ta thích là người ta cứ nói thôi. Mà bây giờ mình làm bất cứ mình làm cái gì mà thiện thì cái tâm dáng ngồi giúp là được, còn hả nóng là tôi rồi đó nghĩ đó. Chứ tụi mình nóng mà ông già kia ông hốt tôi cái gì là tôi hốt ông rồi là có chuyện tới liền. Ông đó là quen với tôi đó ông ơi, ông đó cũng kiếm thuốc nam đó, tại nó cũng giỡn ông thì đi bởi có tôi chứ bộ không có à. Có đâu, mình tôi với ông, cái ông mà ông nói đó là khác. Còn cái ông già mà nói tôi với ông Mười nè, đi qua đò nè. Hả? Ừ. Rồi về tôi hỏi ông Mẩm, ông nói tánh nóng. Tôi hỏi ông còn nói gì nghe được không? Ông nóng nè, rồi tôi hỏi lại cái ông Mười. Nó ra thử mình coi có mình nóng không vậy mà. Mới cái đó là mới. Đó là hai ông ở trong đó, ông nói gì ông nói khác. Chú hai. Mời chú bà mới vào nghề là gì đó ha. Tao mới lần đầu tiên đi với ông này, đầu tiên mà đi với ông này có ngày một mà bị chết trong mình nó cũng bức rứt lắm. Mau ông cổ nổi lên nè. Mà hồi cống ông nói tôi cho tiếp dùng 100 ngàn. Cái đó chứ ông mà đừng tiếp vô 100 ngàn đó, ông nói khơi khơi hồi là từ đó tới sau là không bao giờ tôi đi chú. Cò sen. Cò sen. Cò sen thơm quá. Cái cò sen cũng quý lắm nha chú hai. Thơm lắm, cò sen thơm lắm. Người ta phơi khô đó, người ta xay ra cái người ta hít. Cò sen ha. Thơm. Chú hay quá. Ủa là cái cây rừng luôn hả chú? Thì đó, cái đầu nãy giờ thì hái đó chứ đâu. Không có gì biết, có gì không biết. Thơm á. Đâu nghe đằng xe tôi sức còn đâu nửa chai à. Tôi đem theo sức đó, dìm tròn á. Bữa hôm đi Phú Quốc cái hình tướng ở dưới mà nhà thuốc Bắc đưa tôi hai mấy chai rồi cái bà đó ở bà ở ngoài chỉ bệnh chung với xin cho hết đâu mười mấy chai 15 chai đó, còn nhà cũng có mười mấy chai. Hôm dài tôi gửi lên thằng con tôi ở trên Nam Giang á, đưa cho vợ nó sức tôi đưa hết 13 chai. Ừ, trước đi coi có gì thì cho hay. Không ấy xuống lập còn một bọc bọc kìa, chia nó lợi. Không, để coi nó... Thôi lấy xài, muốn đưa lợi nhiêu tiền nó đưa. Mặn dâu tôi là nó chú nó ở nhà tôi là 4 ngày. Họ nói tiện diện được đứa nào đó. Nó nói nó nghe, mình nói mình nghe vậy à. Dâu người Khmer hay chú? Campuchia hả? Khmer. Có kỳ đó là mới phát tâm đi, nó cũng còn nóng tính lắm, còn
nhậu còn ăn mặn. Đi lên núi núi kêu là cái núi đâu mà núi Thanh Đưng. Tôi giờ tôi đi với mấy ông thì mấy ông ăn tương, tôi ăn tương mấy ông mà dắt đòn đi mà đi lên đó cũng xui là cái người mà dắt đi kiếm thuốc là không có nhà. Trời ơi, ba mẹ con nó cầm súng quơ lại mà 60+ người mà có 4 thằng nó tôi phun nước miếng nó cũng chết nữa. Mà cái ông Tư Tài ông chạy xe không đau một lần với ông. Ê đừng nóng mày, cho nó nóng cái gì mà nóng, lỡ lần này chứ lần sau mấy ông vũ tôi lên đất Campuchia là dứt khoát là không đi là không. Chứ ông vũ kêu đi mua gì bất bò rồi đó đi chết, có đi trơn, có tiền cũng không mua đi nữa. Tôi đi 10 năm mà tôi mới làm lại nè, tôi chưa đi lắm thì nóng là gặp cái đó nó thiệt, nó co một cái cũng chết nữa. Lúc đó còn nóng còn ăn nhậu coi đi với khỉa nè, ông bé nè, chứ phải bên Đông Quê nè. Đi núi Tà Lân thì chiều chạy vô cái đường đó, hừng sáng chạy ra cái tới ngã ba cái nghĩa đi đầu nghĩa họ biết đường tôi đi thôi. Tôi nói sao mày không hỏi mấy thằng Miên đó đường đó mày đi. Biết tiếng đâu hỏi mà đứng lên trời trời. Mà mình cũng không rành nữa. Tôi lại hỏi sống mấy cả chục năm chợ mà không biết gì vậy. Tư Tà Lân. Mình hỏi nó em cái đường nào về núi Tà Lân á. Thì bắt đầu nó rồi biết nhiêu thôi, không biết gì nữa nữa. Mà đều hỏi được, hỏi đi được. Chứ không biết gì nữa đâu, nó trả lời lại mình không biết gì đó. Đúng rồi, bên Tà Lân con 7 năm trời mà không biết. Bên Tà Lân con thấy núi ở bên đẹp quá ha, chú ha. Chú à. Mà sao ở trên Tà Lân nó có cái này ngộ này ngăn. Cái cây trời cái cây gì mà nó lên nhánh mà nó hai loại lá. Cây bá tùng. Cây tùng cây bá. Mà nó một cây mà nó lên hai loại lá. Đó, cái tùng cái bá mà nó lên đi, nó mà nó lên gì mới lên tú lá lên gì mà một nhánh nó thì lá này nhánh đó kia tao quay đó, tao gửi về đó mình coi nên là nó lên nó chỉ tôi nè cái bá tùng nè lại tôi coi có gốc đi lên sao lên nhánh nó trơn trọi mình sao nhánh này lá này nhánh này lá này lần hồi gặp nữa chỉ nữa thì cũng nhánh này lá này mà nó có gốc một hả là trên núi Tà Lân đó tôi đi chảnh mà ông chỉ luôn á. Cây đó là bên Việt Nam mình có không chú? Hồi đó giờ thì không thấy nó mà lên chảnh mấy ông kia chỉ này, vậy thôi mình biết thôi. Nói là có người cũng bứng gì chồng mà không có sống. Ê lên trên đó nó để là chữ Việt đàng hoàng đó nha. Cấm không cho lấy cái gì trên núi cho xuống ăn. Ngày xưa kìa ta có lấy thử gì ta chồng mà nó không có chạm rồi nó xét nó tới cái bị mình nó còn xét. Nó xét gặp cây nó bọt tôi cho mình. Chở cây nó bọt mình bó cũng cần á. Chỉnh cọp cho cái trong bị nó xét luôn không cho mình lấy gì hết. Không cho lấy. Để chữ Việt luôn á. Đá đồ lụm đề không cho luôn hả chú? Là lý nó như mình nó không cho mình lấy đồ phá phách rồi trên đó. Là mắc vẻ mỹ quan ở trên đó hết. Người ta giữ cái thiên nhiên hay lắm hả chú? Chứ tự cho phá Việt Nam phá cho mình coi. Chứ không có dừng trời đâu à. Không còn thấy bên đó những cái đá lạ kỳ quá chú ơi. Cái đá với cái cổng trời gì đó chú chú. Mà có cái này nha, cái này bự rồi nghe không? Mình không biết là cái chân của ai thì mình không biết. Cái chân nó là xây đồng vậy nè. Lúng vậy. Trời tôi nhảy dưới tôi nằm co luôn, cái chân nó lắm. Cái chân bự vậy đó. Cái bằng chân hả chú? Cái bằng chân hả? Cái bằng chân á, nó lúng dưới đá. Cái bằng chân nó lúng dưới đá. Ngộ mà đang theo á. Tôi nằm tôi ngay dò ra vậy chắc lọt bó quá. Thấy cái bằng chứng bự rồi. Mà thấy cho con cái hả? À? Như ở trên cái chùa. Cái chùa Mộc Nằm đó. Có cái đường đi lên chảnh. Lên chảnh có cái dấu chân chảnh nữa. Thì đó tôi có đi lên chảnh có cái dấu chân chảnh nữa. Chùa Mộc Nằm đó. Thì cái thằng thầy chùa đó là nó. Vợ nó là kế bên nhà tôi đó. Hồi đó ở Nam Giang rồi vợ nó cũng ở với thằng đó rồi bỏ nó đi về vô đó cũng tu luôn. Vợ bỏ đi lên núi tu núi Tà Lân tu luôn hả chú? Đâu nó
bây giờ nó là trưởng chùa của mà chùa Vĩnh Sào vô đó. Hồi trước là nó là chụp hình theo cái đoàn giấy căn cước của tỉnh An Giang mình nè, lên đó nó gặp vợ nó xóm nữa, hai đứa con. Bởi ông về vợ tôi gặp một lần còn sống, nói câu đi ra trong nhà không chứa người đàn bà, chứa người đàn bà nó lấy chồng mình, chứa người đàn ông nó lấy vợ mình. Hai chồng lên trên ở rồi cái thằng này dân ở châu đốc cũng xứ nó dân châu đốc lên mà chứa trong nhà đi chứ mơ chiều về, chứ mơ chiều về rồi sao cũng dắt vợ này đi luôn, chắc đi luôn đi không ngoái lại đó. Nó đó nó mới về lại nó vô đó tu luôn. Hồi đó nó tu cái chùa đi nhỏ xíu hả, bây giờ nó mới cắt cái chùa đó lên quỳnh tráng lên đó. Nhỏ xíu còn à, như tôi đó, nhỏ con như tôi đó đều lớn tuổi ngàn, mà lớn hơn tôi 3, 4 tuổi, 4, 5 tuổi gì đó. Bởi vì những cái câu danh ngôn của ông bà xưa nói là có hết à, chú bà. Có người ta mới đặt chứ không có là ai đặt. Giống như xưa mà nói một câu mất dịch mất gió rồi đó chú Hai. Thương cho tiền rồi lên đường đi. Không chứ. Mấy giờ chú? 2:10 chú. Này cũng chảy rồi ha, con cũng cảm ơn hai chú rất là nhiều ha, đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là thú vị cho con. Dạ, con chúc hai chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Gì vậy nào về? Tới lại cũng sư mới có đi vô đây nữa. Sư mới về đây lấy thuốc nữa hả chú? Dạ. Đi mấy anh em ở ngoài đi nấu sữa chổng đó rồi mình chở tiếp đồ vô cho nó nấu rồi cái mình đón ra đây mình kiếm thuốc. Vậy là mình đi một công hai ba việc vậy ha. Vô chổng rồi cái chiều có khi vô chổng có khi ngủ ở đây đó. Ngủ ở nhà quan đây nè. Vậy ở đây có nhà quan đó chú. Trời, ở mấy chục năm ở đây. Cái mười mấy 20 năm đó là nhà quan đây nè. Mà hay thay cái bên đây nè, đây bên đó nè. Ở đây có cái nhà quan đó hả? Nhà quan. Trời ơi, con nghe cái chú hai chú ngủ nhà quan. Trời ơi, đó. Nhà quan. Bởi vì con cũng thắc mắc. Còn bây giờ mới gặp quan ở cái hồ nè, có như đó chỉ cũng quan đó. Tuổi tôi à, coi kiếm thuốc thì vô đây thì dân võng mình ngủ. Đâu nói gì đâu. Hình như có cái nhà của cái một cái anh cái suối đây thì sao? Suối đó ông có 2 căn lận là ông cho ở luôn á. Cái đường nào quên rồi. Nào? Chỗ cái anh mà bữa hổm dắt mình đi xuống suối quay nhà của anh bị sụp đất hết trơn đó, đất trồng su gì thành cái suối luôn đó. Nó giới thiệu cho hai chú lại đó. Anh Út trong này nè. Là anh có ở đó. Không có vợ con. Anh cắt cái chạy đó xong rồi anh vô anh làm gãy đó rồi xong rồi chiều anh về. Ở đó thì ông thấy là có nhà có cái chạy lên khang trang nè. Rồi có nước sẵn luôn. Tụi tôi đi đâu thì có đem cái dòng bùn theo. Bùn gốc cây gốc cối về ngủ cũng được. Cũng nấu nước, nấu cơm này kia luôn. Tại vì bà hổm tụi con vô quay á, nói mai mốt có cưng có vô đây ở chơi á, cho anh mượn chỗ này quay phim. Ngủ luôn không được nữa, anh không chú có ở đây. Chú cho hai chú mới được, hai chú đó không có vợ nữa. Thằng ơi, ta ở đây thiếu gì chỗ quen. Chỗ nào cũng mấy vô là... xách gạo vô mua đồ đưa tiền cho nhỏ cháu cái nó mua đồ ăn ấy, mình đi cho đã nào đói gì ăn đó. Chứ còn tưởng hai chú mà sống như kiểu mình tự làm luôn thì ở đó thì nó rất là vắng, nói chung là yêu lắm, mình tĩnh tâm đồ này kia nào ngồi ít có ở đêm lắm. Dạ. Gì